Chính cô gái hay báo cáo với các bác, đây là cái đơn hàng mà đáng nhớ nhất trong năm 2018. Các bác chắc không thắc mắc là có lẽ là các bác bảo là vì sao mà tôi lại nói như vậy. Bởi vì đơn hàng này là số lượng của nó là đúng 100 con chim. Ta cứ gọi là 50 đôi nhân với 2 là 100 con. Và mình xếp thành mỗi một cái lồng bồ câu này là mình xếp thành 2 tầng. Đó. Và có máng ăn, khay núa, máng uống. Rồi mật độ là mỗi một tầng là 25 con. Khuyến mại mấy con nữa. Thì các bạn biết là một khách hàng hết sức là đặc biệt. Tôi xin để lại số ở đây là 33 37. Đó. Và đây là khách hàng đã chuyển khoản 100 con và nhận ở bến xe miền Đông. Đó. Thì đó, các bác thấy là xe bò đang chuẩn bị để cho lên đường. Và hôm nay là chiều thứ ba, thì sáng thứ năm là ở trong bến xe miền Đông, tại nhà xe anh Khuyên sẽ bàn giao cho một đại gia với cái số lượng 100 chú chim. Các bạn thấy là những chú chim còn đang ăn rất là hồn nhiên. Ở ngoài này thì miền Bắc thì đang se lạnh một chút, nên là những chú chim này mà lên đường mà vào trong miền Nam thì ấm áp hơn nhiều. Chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái ba ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu. Đó, đây tôi sẽ quay một chút cái hình ảnh. Đó, các bác thấy là những chú chim này là những chú chim mã ngỗng phấn hồng, đuôi dài, được chuyển đi làm giống ở trong khu vực ở miền Nam. Đó. Đấy, đây. Các bạn thấy là những chú chim này rất là đẹp, chườm chim to dài, nhanh chim. Đó. Mỗi một tầng này là gần 30 con các bạn. Đấy, có tầng 25 con. Đấy, chúng ăn lúa rất là tự nhiên. Đấy. Đấy. Cái khay đầu tiên nhôm này bà cho thêm thịt lúa vào đây này. Nguều nguều nó ra cái chỗ góc góc này đổ vào này. Đây này. Hết cạn lúa rồi. Quên không cho vào. Yên tâm là rất là số lượng, với cái số lượng này các bạn có thể làm giống tại trong khu vực đó, lấy cái que mèo ra mép đầu ngoài này. Rất là nhiều đúng không ạ? Dạ.